Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân có câu rằng không nhìn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn. Người nhẫn nhìn thường sống kín đáo, sở hữu một trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng. Từ xưa đến nay, đã là những người làm được việc lớn thì đều có khả năng nhẫn nại. Khả năng nhẫn nại lớn đến đâu thì làm được việc lớn đến đó. Phật giáo đã ra rằng, trong 6 phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, nhẫn là đệ nhất. Khổng Tử cũng đã từng nói, việc nhỏ không nhẫn tất loạn việc lớn, hay bậc quân tử không có tranh giành. Trong lịch sử hay văn học có rất nhiều nhân vật nhờ nhẫn mà làm được việc lớn, nổi bật là thời kỳ Tam Quốc. Nhẫn không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại mưu lược. Người muốn đạt được đại sự cần phải có chí lớn, và nhẫn chính là một loại sức mạnh to lớn nhất, cũng thể hiện tầm vóc của ý chí. Vậy nên người có tâm đại nhẫn là không gì sánh được. Người tu hành không kham nhẫn không thể tu được. Người học hành nếu không siêng năng nhẫn nại thì khó có thể thành tựu đỗ đạt. Người muốn lập sự nghiệp nếu không chịu khó nhẫn nại vượt qua khó khăn trở ngại thì đường đến thành công còn xa vời. Người mới ra trường nếu muốn tìm công việc tốt mà không nhẫn nại chịu cực, chịu chèn ép, chịu chửi bới thì sẽ nản chí bỏ việc nhanh chóng. Muốn học thành nghề mà không nhẫn nại thức khuya dậy sớm chăm chú học hành thì khó thành nghề. Thậm chí người ăn xin mà không nhẫn nại chịu đựng thì không kiếm ra cái ăn. Người trong gia đình nếu không có phẩm chất nhẫn nại bao dung thì gia đình sẽ rất dễ đổ vỡ. Người không có sức nhẫn nại thì khó mà sống an vui hạnh phúc được, dù đó là người giàu sang phú quý đến đâu. Trong cuộc đời của mỗi con người, chẳng có ai tránh được những sân si, hỉ nộ, ân oán, thị phi. Mấy ai mà không gặp những câu chuyện khiến bản thân như đang sống trong lò bát quái. Thế nhưng làm thế nào để hạ hỏa, để khắc chế được những cơn giận dữ đó? Đỉnh cao hơn là để hóa giải nó thành thái độ cảm kích. Đó là một vấn đề tưởng dễ mà trong số chúng ta ai đã làm được. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, có rất nhiều người tính cách nóng nảy, động một chút là quát tháo ầm ĩ, bày gian nhà bà gian bếp. Lại có những người hiền lành, chất phát, hiền lương, lúc nào họ cũng dùng một thái độ ôn hòa để đối xử với người khác. Tu tâm đầu tiên phải tích đức, dưỡng thân trước tiên phải chế nộ. Có thể có một số người sẽ nói, sân si hỉ nộ ái ố chính là lẽ thường ở đời. Trong một thế giới đầy ắp những mâu thuẫn như thế này, chẳng ai lại chưa từng tức giận hay hờn dỗi, chẳng ai chưa từng cáu gắt bao giờ. Thế nhưng tức giận phẫn nộ bất luận là đối với cơ thể hay tu tâm dưỡng tính, luôn luôn là châm hại mà không hề có lợi. Cổ nhân có câu rằng, nhịn được cái tức một lúc tránh được nỗi lo trăm ngày. Nếu một người có thể khoan hồng đại lượng, tự khắc sẽ tránh được xa thị phi, vô ưu vô lo, sẽ hưởng thụ một cuộc đời phiêu diêu tự tại. Bất kể người tri thức hay nhân nghĩa đều phải nhẫn, nhẫn nhịn được những việc mà người khác không nhẫn được. Nghĩ trước, nghĩ sau, nhẫn nhịn vẫn là phương pháp hay nhất. Giả câm giả điếc chính là tiêu chuẩn của nhẫn. Một chữ nhẫn có thể tung hoành khắp thiên hạ, một chữ nhẫn đủ để kết liên bang. Hay trong thư phòng làm việc của Khâm Sai Đại Thần Triều Thành Lâm Tắc Dư có treo hai chữ chế nộ. Điều đó đủ chứng minh người xưa đã có nhận thức sớm về sự nguy hại của tức giận. Lâm Tắc Dư làm quan đô đốc quản Hai Châu, trong một lần xử lý công vụ đã không khắc chế được cơn giận của bản thân mình, tức giận đã ném vỡ một tách trà. Khi ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trái chỗ ngồi của mình có treo hai chữ chế nộ, ý thức được tật xấu của mình lại phát tác. Ông không sai người hầu thu dọn mà tự bản thân dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn để biểu thị sự hối lỗi. Lúc giao tiếp với người khác, không phân biệt là đúng sai phải trái, lời không hợp ý là nóng nảy giận dữ, đó chính là biểu hiện của việc không có sự tu dưỡng. Người mà tính quá nóng nảy nên giống như Lâm Tắc Dư, cần phải biết tự kiềm chế chính bản thân mình, tăng cường tu dưỡng, chú ý chế nộ, tâm phải luôn giữ được trạng thái cân bằng. Dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, không được tùy tiện gây gổ phát hỏa, nếu không những làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, chẳng có ai là vô tư vô lo mãi, không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc gặp phải sự việc khiến bản thân tức giận. Nhưng nếu bản thân chúng ta tự biết khắc chế, tự biết hóa giải, chính là đang tôi luyện ý chí của chính mình. Chúng ta nên học cách cảm ơn những người đã khiến bản thân nổi giận, bởi họ đang giúp ta tăng thêm năng lực của bản thân. Cảm ơn người đã lừa gạt bạn, bởi vì họ đã giúp chúng ta trở nên thông tuệ hơn.
Cảm ơn người đã chỉ trích ta, bởi vì họ dạy ta cách làm thế nào để nhẫn nại. Cảm ơn tất cả những người đã đi qua trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì sự tồn tại của họ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, đa màu sắc hơn. Một con người có đức độ luôn được đất trời đái ngộ và ban cho rất nhiều phúc khí lẫn phú quý bình an trong tương lai. Nhưng đức từ đâu mà có? Nó nằm ở trong chính bạn thông qua khả năng này. Phú quý là điều mà dường như ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống này, bởi phú quý chính là giàu sang và sung túc. Tuy nhiên, giàu có hay hạnh phúc ấm no đôi khi không phải mình cầu khẩn là có được, cũng phải dựa vào may mắn và tự trời đất ban cho. Bằng chứng là có những người dù bao năm phấn đấu trên con đường sự nghiệp với hy vọng có thật nhiều tiền vào ngày mai, nhưng cuối cùng trắng tay lại hoàn tay trắng. Vậy thực chất, vận mệnh phú quý của một người được quyết định bởi điều gì? Theo quan niệm từ ngàn xưa, câu trả lời cho câu hỏi trên nằm ở hai chữ đức hạnh. Người có đức ắt sẽ được trời đất thiên đái phúc khí dài lâu, từ đó sinh ra phú quý giàu sang, sống tròn một đời bình an hạnh phúc. Và quan trọng hơn, muốn biết đức hạnh của mình vơi hay đầy, mỏng hay dày, chúng ta phải tự xem xét lại bản thân. Chính xác hơn là xem xét khả năng nhẫn nhịn trước thế thái nhân sinh, sự tình hỗn loạn thị phi trong cõi hồng trần. Nhẫn ở đây không phải là nhịn nhục mà chính là kiên định. Chỉ khi kiên định chúng ta mới có thể giữ nhân tâm của mình trong sạch, không lầm đường lạc lối, rơi vào u mê, quên mất chính bản thân mình. Cổ nhân có câu rằng, mọi pháp đều đắc được nhờ chữ nhẫn, bạn có biết hay chưa? Nói cho dễ hiểu thì mọi hoàn cảnh của cuộc đời này đều là cái bẫy. Nếu tâm chúng ta không đủ kiên định, không đủ chữ nhẫn, ví dụ như sự nghiệp gặp bất trắc, bạn không nhẫn thì không tài nào có thể tự đứng lên mà vượt qua nghịch cảnh được, bạn đã vùi mình trong khổ đau và nỗi sợ hãi. Hay khi đi làm bị đồng nghiệp hãm hại, bôi nhọ, vu khống, bạn không nhẫn thì chẳng bao giờ trở thành nhân tài được trọng dụng trong tương lai, bởi bạn đã bận kết bè kết cánh, nuôi dưỡng tâm cơ, tìm cách chơi xỏ nhau rồi cơ mà. Thấy cái lợi nhỏ trước mắt, nếu bạn không nhẫn thì sẽ khởi sinh lòng tham, vô tình phá hủy tương lai về lâu về dài. Thậm chí nếu được ai đó ngợi khen tài giỏi, bạn không nhẫn thì cũng chẳng bao giờ phát triển bản thân hơn được. Bởi vì bạn nghĩ rằng với lời khen kia, bạn đã tài năng lắm rồi, cho rồi làm gì nữa cho vất vả. Cứ thế bạn trở nên thui chột từng ngày, chìm đắm trong những lời đường mật ngọt ngào, mãi mãi không bao giờ tỉnh ngộ. Thế đấy, chữ nhẫn hàm chứa ý vị sâu xa, nội dung bao phủ cũng rất toàn diện. Nếu đủ nhẫn, đủ kiên định vượt qua hết tất cả các tình huống, vừa nghịch cảnh, vừa thuận cảnh, mà không nảy sinh tâm niệm tham lam, sân si, oán trách, thì bạn đã đắc pháp rồi, mà đắc pháp tức là đạt được đức độ. Nhẫn mà không tham, tinh thần tinh tấn nhìn thấu cuộc đời. Nhẫn mà không sân, chuyện thị phi bỗng nhẹ tựa lông hồng. Nhẫn mà không oán, nhân tâm bao dung, thiện lượng vô cùng. Mọi chữ nhẫn trong mọi hoàn cảnh mà bạn có được trong đời đều là biểu hiện của đức độ. Người có thể nhẫn chịu là kẻ mạnh nhất. Tư Mã Ý là người thật sự có thể giấu mình chờ thời. Đây chính là nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc. Thời niên thiếu, Tư Mã Ý dựa vào năng lực chịu khó chịu khổ để tiến thân đến trung niên. Về già thì nhẫn để chiến thắng đối thủ. Tư Mã Ý phục vụ bốn đời nhà Ngụy Đế từ Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương. Trong thời kỳ đầu dưới thời Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, Tư Mã Ý luôn thể hiện mình là người thông minh giả ngốc. Ông thua mình hết mức trong việc giao tiếp và thể hiện tài năng của mình luôn nhẫn nhịn, chịu đựng khi bị sỉ nhục cho đến khi Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ qua đời và Kỳ Phùng địch thủ Gia Cát Lượng già đi vì hao tâm tổn trí. Đúng lúc này thì Tư Mã Ý mới trỗi dậy, mài kiếm 20 năm dụng một lần để định đoạt thiên hạ trong tay. Đỉnh cao của việc nhẫn nhịn này phải nói đến việc Tư Mã Ý lừa Tào Sảng bằng cách giả ốm nằm liệt tại phủ của ông, và sau đó vào năm công nguyên 249, thừa cơ khi trời ban, Tào Phương và Tào Sảng tổ chức nghi lễ bái ngoài thành Lạc Dương. Được sự trợ giúp của một số vị quan chống Tào Sảng, Tư Mã Ý đã nổi dậy và phát động một cuộc đảo chính gọi là sự biến Lăng Cao Bình, sau đó buộc tội và bắt đại tướng quân Tào Sảng để biến mình thành người quyền lực nhất thời loạn thế Tam Quốc và cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn sau này. Nhẫn nại là một loại tu dưỡng, cũng là điều quan trọng trong đối nhân xử thế. Người có tâm đại nhẫn có thể bao dung mọi việc, phần yêu trong đời, không sợ phiền phức,
có thể kiên trì, kiên nhẫn đến cuối cùng, vì đó làm nên đại nghiệp. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.